Các bạn ơi, các bạn à, ở đây là cây táo, mình có thể kêu là cả trái táo mini apple hay là China apple hay là có thể là kêu là táo tàu. Thì à, ở đây đang cái mùa à, táo tàu vô mùa. Thì đó, cái những cái trái như thế này đây, các bạn thấy đây, nó chín nó nâu như thế này, nhưng mà khi mình cắn mình ăn nó rất là ngon và ngọt. Đây nó chín, táo nó đang chín, nó rất là ngọt và rất là ngon đây đó. Thì các bạn mình chia sẻ với các bạn là mùa táo tàu nó cũng sắp hết mùa rồi, nên cái táo này nó cũng hơi đang cái trái nó hơi thưa. Mình quay để mình chia sẻ với các bạn là các bạn nào mà thích về ẩm thực ăn uống cây nhà lá vườn thì hãy vô channel YouTube của mình Người Đẹp Bình Dương Cuộc Sống California, like, share, subscribe để ủng hộ và chia sẻ với mình, để mình có thời gian và động lực để mình sẽ làm những cái clip tiếp theo cho các bạn. Đây, cái trái này rất là to đây, mình đang hái đó, mình ăn thử coi nè, các bạn coi nè, đó, ngọt ngon giòn đó, đó các bạn thấy không? Đó, thì các bạn hãy theo dõi Người Đẹp Bình Dương Cuộc Sống California nha. Like, share, subscribe và ủng hộ cho cái channel của mình. Đây là táo tàu đây. Đây là bờ giờ chiều rồi, gần 7 giờ chiều rồi nên nó cũng hơi bị tối. Đó. Thôi mình thân ái chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo. Goodbye.